Xin chào các bạn. Khi chạy quảng cáo Google thì từ khóa đóng một vai trò rất là quan trọng. Nó giúp chúng ta tiếp cận đến đúng đối tượng khách hàng tiềm năng nhất. Vậy làm như thế nào để có thể tìm kiếm được tất cả các từ khóa tiềm năng ở trong cái ngành của mình? Thì mình có là chia ra các loại từ khóa mà cần lưu ý. Thì tất cả nó có tổng cộng 5 loại từ khóa. Đầu tiên là từ khóa thương hiệu. Từ khóa thương hiệu là từ khóa như nào? Tức là nó liên quan đến cái thương hiệu của bạn. Ví dụ bạn bán dầu gội VCHOICE chẳng hạn, thì cái thương hiệu của bạn là VCHOICE. Khi mà họ tìm kiếm dầu gội VCHOICE có từ VCHOICE thì khả năng họ để lại thông tin thì rất là cao. Tại vì khi đó thì họ đã biết đến bạn rồi. Tiếp theo là từ khóa ngành, là lĩnh vực. Tức là cái ngành và lĩnh vực mà bạn làm là gì? Ví dụ như là dầu gội VCHOICE thì cái ngành và lĩnh vực là dầu gội đầu hoặc là dầu gội gì đó. Đó. Thứ ba là từ khóa giải pháp, tức là nó đưa ra các giải pháp cho khách hàng. Ví dụ họ đang gặp một vấn đề đó, ví dụ là dầu đầu bị gầu thì họ có thể là cách trị gầu, thì dầu gội nó trị gầu hoặc là dầu gội là mới tóc VCHOICE, nó là một trong số các cách của nó. Thì đó gọi là từ khóa giải pháp. Cuối cùng là từ khóa đối thủ, tức là từ khóa đối thủ của cái thương hiệu bạn. Thì đối thủ của VCHOICE có thể là Clear, Clearman, là tương tự như thế. Từ khóa tiếp theo, tức là từ khóa sản phẩm bổ sung hoặc thay thế. Ví dụ là họ đang muốn tìm dầu gội mượt tóc thì bạn có thể là quảng cáo cái dầu gội trị rụng tóc, hoặc là tương tự như thế, tức là đính kèm thêm ấy. Ở đây thì mình có một cái ví dụ là mua MacBook thì mình quảng cáo đến chuột Bluetooth cho MacBook thì có thể là họ cũng quan tâm đến cái sản phẩm đó. Thì đây là 5 loại từ khóa mà khi tìm kiếm mình thường sử dụng để lên cái khung bộ khung từ khóa chính xác nhất. Thì cái độ ưu tiên của 5 loại từ khóa như thế này như thế nào? Thì chúng ta ưu tiên từ từ khóa thương hiệu trước, sau đó đến từ khóa ngành, lĩnh vực, tiếp theo từ khóa giải pháp, thứ tư là từ khóa đối thủ, và cuối cùng là từ khóa sản phẩm bổ sung thay thế. Cái này thì nó còn phải phụ thuộc vào ngân sách của bạn. Nếu mà ngân sách ít thì chúng ta tập trung vào hai cái đầu, còn ngân sách nhiều thì chúng ta sẽ chuyển đến cái thứ ba, cái thứ tư và cái cuối cùng. Vậy thì làm như thế nào để có thể tìm kiếm, khi xác định được cái khung này rồi, làm thế nào để có thể tìm kiếm được toàn bộ các từ khóa? Thì đầu tiên mình thường sẽ vào công cụ keyword. Có một công cụ là keywordtool.io, và một cái nữa, có một cái rất đơn giản, khi các bạn bí từ gì thì các bạn có thể là lên Google search. Ví dụ là mình đang làm dầu gội trị gầu chẳng hạn, đó, dầu gội trị gầu, dầu gội trị rụng tóc, Google nó sẽ gợi ý cho chúng ta một số từ đây ở dưới đây chẳng hạn. Đây, nó sẽ gợi ý cho chúng ta một số từ để chúng ta có thể sử dụng. Thì khi đó các bạn, tức là ở đây là dầu gội trị gầu mượt tóc chẳng hạn, thì các bạn copy những cái từ này và các bạn lên cái keywordtool.io. Các bạn search cái từ khóa đó, thì cái keywordtool.io thì nó sẽ đưa ra gợi ý những cái từ gần giống cái từ khóa mà bạn tìm kiếm nhất. Thì cái keywordtool này nó có hai loại, tức là một bản pro và một bản dùng miễn phí. Nếu các bạn dùng bản pro ấy, thì nó vào khoảng $200 trong vòng một tháng. Thì các bạn có thể thấy được cái các cột search và cái cột CPC của nó. Còn nếu bạn dùng bản free thì nó sẽ không thấy, nhưng mà các từ khóa thì nó vẫn như thế này. Thì các bạn chọn những cái từ khóa mà các bạn cho là tiềm năng. Đây. Đó. Và các bạn copy. Rồi sau đó các bạn vào cái công cụ, vào trong tài khoản Google Ads, vào công cụ lập kế hoạch từ khóa. Các bạn dán, tức là paste những cái từ khóa mà các bạn
vừa copy vào rồi tìm kiếm thì Google nó sẽ đưa ra gợi ý những cái từ khóa gần giống và liên quan. Đồng thời nó sẽ có các lượt tìm kiếm trung bình hàng tháng và cái giá thầu để cho các bạn biết được cái từ khóa của mình cạnh tranh cao hay là thấp. Cạnh tranh cao tức là có nhiều nhà quảng cáo họ quảng cáo cái từ đó. Cạnh tranh thấp thì tức là ít nhà quảng cáo quảng cáo. Thì đây, có rất là nhiều từ khóa liên quan thì các bạn có thể tải về. Tải xuống ý tưởng. Từ khóa. Đây. Ok. Tiếp theo là các từ khóa, ví dụ là từ khóa thương hiệu, ví dụ. Các bạn cũng làm tương tự như thế và các bạn cũng copy các từ khóa các bạn làm tương tự và các bạn copy sang đây. Đó. Như thế là chúng ta đã tìm được hầu hết những cái từ mà tiềm năng trong cái ngành dịch vụ của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.